Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin quốc tế trên kênh YouTube báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi khám phá những tin tức thế giới nóng hổi và mới nhất ngay sau đây. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, ngày 31 tháng 10, số người thiệt mạng do lũ quét ở miền đông nước này đã tăng lên 158 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích trong thảm họa tồi tệ nhất liên quan đến bão tại châu Âu trong hơn 5 thập kỷ qua, lũ lụt đã tàn phá cơ sở hạ tầng thành phố Valencia, cuốn trôi cầu, đường và đường dây xe lửa, đồng thời nhấn chìm đất nông nghiệp ở một khu vực trong các loại cây có múi chính tại Tây Ban Nha. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Oscar Puente cho biết khoảng 80 km đường ở khu vực phía đông đã bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc không thể đi qua. Nhiều tuyến đường bị chặn bởi những chiếc ô tô bị bỏ lại. Theo quan chức này sẽ mất 2 đến 3 tuần để thiết lập lại kết nối tàu cao tốc giữa Valencia và thủ đô Madrid. Khi đến thăm một trung tâm điều phối cứu hộ gần thành phố Valencia, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi người dân ở nhà do nguy cơ vẫn còn sông bão. Tại thị trấn nông thôn Utiel chịu ảnh hưởng nặng nề, cách đất liền khoảng 85 km, sông Macro đã vỡ bờ và đã khiến nước tràn vào các ngôi nhà chủ yếu là một tầng với mực nước lên tới 3 mét. Thị trưởng UTL Ricardo Campadon xác nhận ít nhất 6 người đã thiệt mạng tại đây, hầu hết là người già hoặc người khuyết tật do không thể treo lên nơi an toàn. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, lượng mưa tương đương của một năm đã trút xuống một số khu vực của Valencia. Đây bị xem là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất của Tây Ban Nha trong lịch sử hiện tại. Các nhà khí tượng học nhận định, Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn hơn. Trước đó vào ngày 30 tháng 10, Tây Ban Nha đã thông báo quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng sau trận lũ quét nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua ở nước này. Thảm kịch lũ lụt tại Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy những hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu có thể gây ra cho con người lớn đến mức nào hiện lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Cùng với việc tuyên bố quốc tang, nhà vua Tây Ban Nha Philip VI đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định chính phủ nước này sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Ông kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác khi tình huống khẩn cấp vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Sanchez cũng đã triệu tập cuộc hỏi nội các khẩn cấp trong đó khẳng định ưu tiên tuyệt đối là hỗ trợ người dân trước tình hình trên chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen tuyên bố liên minh châu âu sẵn sàng hỗ trợ tây ban nha phát biểu với báo giới bà von der leyen cho biết ủy ban châu âu đã kích hoạt hệ thống vệ tinh combernesus để giúp điều phối các đội cứu hộ cũng như đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự lũ lụt ở Tây Ban Nha làm 95 người chết, hệ thống cảnh báo bị nghi ngờ chậm chế. Theo phản ánh của người dân Tây Ban Nha, họ chỉ nhận được cảnh báo lũ lụt khi nước lũ đã tràn vào. Nhiều tài xế không nắm được tình hình đã lái xe ra đường và bị cuốn trôi. Số người thiệt mạng vì lũ lụt ở Tây Ban Nha tăng cao đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hệ thống cảnh báo thiên tai mà quốc gia này áp dụng để ứng phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những trận mưa suối xả kéo dài từ đầu tuần này đã gây ra lũ lụt khiến ít nhất 95 người thiệt mạng, trở thành thảm họa thiên nhiên gây ra số người tử vong nhiều nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 1973. Sáng ngày 29 tháng 10, Cơ quan Thời tiết Nhà nước EAMET đã ban hành cảnh báo đỏ đối với vùng Valencia, miền đông nước này, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, phải đến chiều tối cùng ngày, cơ quan đối phó tình trạng khẩn cấp khu vực mới được thành lập. Thêm vào đó, Thông báo yêu cầu người dân ở thành phố Valencia không rời khỏi nhà, chỉ được gửi đi vào lúc 20 giờ tối cùng ngày. Theo phản ánh của người dân, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã chậm trễ trong công tác cảnh báo lũ lụt. Họ chỉ nhận được thông báo khi nước lũ đã tràn vào, nhiều tài xế không nắm được tình hình đã lái xe ra đường và bị cuốn trôi. Theo bà Hannah Clark, giáo sư thủy văn tại Đại học Reading, nếu các cơ quan dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo sớm hơn những thảm kịch như vậy hoàn toàn có thể tránh được khi người dân không di chuyển tới các khu vực có dòng nước lũ dâng cao. Bà cho rằng, với tình trạng thiệt hại hiện nay, hệ thống cảnh báo của Valencia đã thất bại. Bà Liz Stephen, giáo sư về rủi ro khí hậu và khả năng phục hồi tại Đại học Reading, đã nêu bật sự cần thiết phải hành động quyết liệt hơn để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bà cho rằng, việc để nhiều người thiệt mạng do những sự kiện có thể dự báo trước là một điều khó có thể chấp nhận đặc biệt khi nhiều quốc gia có đủ nguồn lực để bảo vệ người dân của mình. Bộ trưởng phụ trách quan hệ giữa chính quyền trung ương và các địa phương tại Tây Ban Nha, ông Enzo Victor Torres, đã từ chối đưa ra bình luận về khả năng các cơ quan chức năng chậm trễ trong việc gửi cảnh báo tới người dân. Hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay ở Tây Ban Nha do luồng không khí lạnh di chuyển qua vùng nước ấm của Địa Trung Hải, tạo ra những đám mây mưa dữ dội, một hiện tượng thường thấy vào thời điểm này trong năm. Sự nóng lên của biển địa Trung Hải làm gia tăng quá trình bốc hơi nước, đóng vai trò chính trong việc gây ra những trận mưa lớn với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các sự kiện thời tiết cực đoan đang trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn và xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Trong một số trường hợp, ngay cả những quốc gia có hệ thống cảnh báo hiện đại cũng khó lòng đối phó với những sự kiện bất ngờ. Ông Leslie Mabon, giảng viên cao cấp về hệ thống môi trường tại Đại học Mở của Anh, nhận định Lũ lụt ở Tây Ban Nha là một lời nhắc nhở rằng không quốc gia nào được miễn nhiễm trước những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra. Tây Ban Nha hôm qua, ngày 30 tháng 10, đã thông báo quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm gần 100 nạn nhân thiệt mạng sau trận lũ quét nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua ở nước này. Thảm kịch lũ lụt tại Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy những hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu có thể gây ra cho con người lớn đến mức nào. Thống kê mới nhất cho thấy, số người thiệt mạng trong trận lũ quét xảy ra ngày 29 tháng 10 tại khu vực đông nam của Tây Ban Nha đã lên tới ít nhất 95 người và con số này có thể còn tăng do nhiều khu vực chưa báo cáo thiệt hại, trong khi vẫn còn hàng chục người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Mưa to và gió lớn đã tấn công Tây Ban Nha kể từ đầu tuần. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy Lượng mưa trong ngày 29 tháng 10, tương đương mưa trong vòng một tháng, đã đổ xuống khắp miền Nam và miền Đông Tây Ban Nha, bao gồm khu vực Valencia và Andalusia, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều đường phố, cuốn trôi ô tô, khiến nhiều đường xá bị phá hủy. Đây là trận mưa lũ tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 1996. Cùng với việc tuyên bố quốc tang, nhà vua Tây Ban Nha Philip VI đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định chính phủ nước này sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào. Ông kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác khi tình huống khẩn cấp vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Sanchez cũng đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp, trong đó khẳng định ưu tiên tuyệt đối là hỗ trợ người dân. Toàn thể Tây Ban Nha đang khóc, ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là giúp đỡ các bạn. Các cơ quan hành chính công đang làm việc, chúng tôi đang làm việc theo cách phối hợp để biến điều này thành hiện thực và chúng tôi sẽ cung cấp mọi phương tiện cần thiết hôm nay và ngày mai và trong thời gian cần thiết để chúng ta có thể phục hồi sau thảm kịch này, chúng tôi sẽ không để các bạn đơn độc. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha. Phát biểu với báo giới, bà von der Leyen cho biết, Ủy ban Châu Âu đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus để giúp điều phối các đội cứu hộ cũng như đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự. Như những gì chúng ta đang chứng kiến thật là tàn khốc, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ. Các đội cứu hộ đang làm việc không biết mệt mỏi để đưa càng nhiều người đến nơi an toàn càng tốt và châu Âu sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus để giúp điều phối các đội cứu hộ và chúng tôi đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự để hỗ trợ Tây Ban Nha. Trước đó nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha đối phó với hậu quả của mưa lũ. Thủ tướng Bồ Đào Nha, Luis Montenegro và thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã bày tỏ tình đoàn kết với toàn thể người dân Tây Ban Nha. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của các nạn nhân, đồng thời đề nghị giúp đỡ Tây Ban Nha đối phó với mưa lũ. Theo các nhà khoa học các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn trên thế giới do biến đổi khí hậu. Tại châu Âu, do sự ấm lên của địa trung hải đã làm tăng sự bốc hơi nước, đóng vai trò chính trong việc khiến mưa như chút nước trở nên nghiêm trọng hơn.